Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh học trực tuyến của trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Ở tiết học trước, các em đã được học bài tập đọc đối đáp với vua, phải không nào? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phân môn chính tả qua bài chính tả nghe viết đối đáp với vua và làm các bài tập chính tả nhé. Để cho việc học tập được tốt hơn, các em cần chuẩn bị cho cô bút, vở, vở nháp, bút chì, sách giáo khoa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Mời các em mở sách giáo khoa trang 51, nghe cô đọc mẫu đoạn 3 và các em đọc thầm theo cô. Đối đáp với vua. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ, lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau. Vua tức cảnh, đọc vế đối như sau. Nước trong leo lẻo, cá đớp cá. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn. Trời nắng chang chang, người trói người, theo quốc chấn. Nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Đối đáp với vua. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ, lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau. Vua tức cảnh, đọc vế đối như sau. Nước trong leo lẻo, cá đớp cá. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn. Trời nắng chang chang, người trói người, theo quốc chánh. Bây giờ các em hãy bấm dừng video và đọc lại đoạn chính tả một lần trong vòng 2 phút nhé. Qua nội dung bài, các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô những câu hỏi sau. 1. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát phải đối? Các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Các em đã có đáp án rồi đúng không nào? Chúng ta cùng xem đáp án đúng nhé. À, vì nghe nói cậu là học trò, cho nên vua đã bắt Cao Bá Quát phải đối. Câu thứ hai. Theo các em, hai vế đối trong đoạn chính tả viết như thế nào? À, đúng rồi đó các em. Hai vế đối trong đoạn chính tả được viết ở giữa trang vở và cách lề vở hai ô ly. Cô có lời khen ngợi cho các bạn nào có đáp án đúng nhé. Các em hãy cho cô biết ở đoạn văn trên có những chữ nào cần viết hoa và vì sao cần phải viết hoa. Cô chắc rằng nhiều bạn rất thông minh đã có câu trả lời rồi đấy. Đoạn chính tả có những chữ cần viết hoa là thấy, nhìn, nước, chẳng, trời, vì đây là những chữ đầu câu. Và Cao Bá Quát cũng phải viết hoa vì đây là tên riêng nhé. Các em thử quan sát đoạn văn trong sách giáo khoa và viết ra nháp những từ nào các em dễ mắc lỗi nhé. Cô lấy ví dụ một số từ như từ nghĩ ngợi, tiếng nghĩ có âm y ngắn và dùng dấu ngã. Từ tức cảnh có tiếng tức, có vần ư cờ ức. Từ vế đối, tiếng đối có vần ô y ôi. Từ leo lẻo, tiếng lẻo có vần
E, O, L và dấu hỏi. Từ cá, đớp, cá. Tiếng đớp có vần Ơ, Pờ, Ớp. Từ cao, bá, quát là tên riêng, cần phải viết hoa nhé. Mời các em viết vào vở nháp cho cô những từ khó. Nghĩ ngợi. Tức cảnh. Vế đối. Leo lẻo. Cá đớp cá. Cao bá quát. Vậy các em chuẩn bị viết bài được chưa nào? Đầu tiên, trước khi viết, các em hãy gấp sách giáo khoa lại. Ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, mắt cách vở từ 25 đến 30cm. Các em nhớ lại cách trình bày cô đã dạy là lùi vào một ô khi chép đoạn văn nhé. Bây giờ các em chú ý nghe cô đọc bài và chúng ta viết bài vào vở nào. Các em lùi vào cho cô 4 ô ly để viết tên bài nhé. Đối đáp với vua. Đối đáp với vua. Đối đáp với vua. Xuống dòng. Các em lùi vô cho cô một ô ly để viết bài tiếp nhé. Thấy nói là học trò. Thấy nói là học trò. Thấy nói là học trò. Phải. Vua ra lệnh cho cậu. 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 Phải đối được một vế đối thì mới tha. Phải đối được một vế đối thì mới tha. Phải đối được một vế đối thì mới tha. Phải đối được một vế đối thì mới tha.
chấm. Nhìn thấy trên mặt hồ. 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 Lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau. 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 Phải. Vua Tức Cảnh đọc vế đối như sau. 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 Hai chấm. Xuống dòng, các em lùi vô cho cô hai ô. Nước trong leo lẻo. Nước trong leo lẻo. Nước trong leo lẻo. Cá đớp cá. Cá đớp cá. Cá đớp cá. Chấm. Xuống dòng, các em lùi vô cho cô một ô. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì.
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì. Vậy Cao Bá quát: Cao Bá quát: Cao Bá quát: Lấy cảnh mình đang bị trói, lấy cảnh mình đang bị trói, lấy cảnh mình đang bị trói. Phải đối lại luôn. Đối lại luôn. Đối lại luôn. Hai chấm xuống dòng, các em lùi vô cho cô hai ô ly. Trời nắng chang chang. Trời nắng chang chang. Trời nắng chang chang. Người trói người. Người trói người. Người trói người. Chấm xuống dòng, các em lùi vô cho cô 7 ô để ghi tên tác giả nhé. Theo Quốc Chấn. Theo Quốc Chấn. Theo Quốc Chấn. Bây giờ các em hãy lấy bút chì, nghe cô đọc lại bài và soát lỗi toàn bài chính tả nhé. Đối đáp với vua. Thấy nói là học trò. Phải. Vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Chấm. Nhìn thấy trên mặt hồ. Lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau. Phải. Vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Hai chấm xuống dòng. Nước trong leo lẻo. Cá đớp cá. Chấm xuống dòng. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì. Phải. Cao Bá quát lấy cảnh mình đang bị trói. Phải. Đối lại luôn. Hai chấm xuống dòng. Trời nắng chang chang. Người trói người. Chấm
xuống dòng theo quốc chấn chấm. Các em hãy thống kê số lỗi và viết lại mỗi lỗi một dòng bên dưới bài diễn tả của mình nhé. Các em đã viết xong bài diễn tả, chúng ta cùng làm bài tập 2 nhé. 2. Tìm các từ. Các em hãy suy nghĩ và quan sát tranh cho cô biết đây là loại nhạc cụ gì nhé. Và đây là đáp án của cô. Đó chính là nhạc cụ sáo. Sáo là tiếng bắt đầu bằng S. Các em đọc lại một lần nhé. Sáo. Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn, vân vân, khéo léo của người và thú. Các em quan sát tranh và suy nghĩ cho cô biết đây là môn nghệ thuật gì nhé. Chắc các em đã có đáp án rồi đúng không nào? Đây chính là môn nghệ thuật gắn liền với tuổi thơ của các em đó. Đó chính là môn nghệ thuật xiếc. Xiếc là tiếng bắt đầu bằng S. Các em đọc lại một lần theo cô nhé. Xiếc. Các em vừa làm xong bài tập 2, chúng ta tiếp tục qua bài tập 3 nhé. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta tìm những từ chỉ hoạt động. Câu B. Chứa tiếng có thanh hỏi, ví dụ nhổ, cỏ. Chứa tiếng có thanh ngã, ví dụ gõ, cửa. Các em hãy suy nghĩ và tìm thật nhiều đáp án trong vòng 3 phút nhé. Và đây là một số đáp án của cô. Những từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng có thanh hỏi là nhổ cỏ, ngủ, kể chuyện, đảo thóc, xẻo thịt, đổ nước, trổ tài, bẻ cây, kiểm điểm, giải tán, vân vân. Những từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng có thanh ngã là gõ, vẽ, nỗ lực, đẽo cày, cõng em, diễn kịch, vân vân. Ngoài những đáp án của cô, các em có thể tìm thêm nhiều đáp án khác nữa nhé. Cô và các em vừa hoàn thành xong các yêu cầu trong bài diễn tả đối đáp với vua. Các em hãy tự luyện viết lại các lỗi sai mà mình còn mắc và chuẩn bị bài cho tiết học sau nhé. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em nhé.